Xin chào tất cả các em. Ở buổi hôm nay thì cô và các em sẽ đi nốt các bài tập còn lại ở trong sách bài tập của bài 2 là bài hàm số bậc nhất của chương trình đại số lớp 9. Video hôm trước chúng ta đang dừng lại ở bài tập số 9. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập số 10. 10 là yêu cầu các em chứng minh hàm số y bằng ax cộng b đồng biến khi a lớn hơn 0 và nghịch biến khi a nhỏ hơn 0. Tức là chúng ta cần phải chứng minh cái tính chất ở trong sách giáo khoa đấy, đúng không ạ? Vậy chúng ta có là hàm số y này bằng ax cộng b, đúng chưa? Vậy các em xét điều thứ nhất là xét a lớn hơn 0 trước. Thế nào lớn hơn 0? Thì chúng ta chọn hai giá trị, chọn hai giá trị bất kỳ là x1, x2 sao cho x1 nhỏ hơn x2, đúng chưa? Sao cho x1 nhỏ hơn x2? X1 nhỏ hơn x2 thì em sẽ suy ra là x2 trừ đi x1. Thế thì lắm rồi, chúng ta suy ra xong cứ để đấy đã, để như thế đã, được chưa? Sao cho x1 nhỏ hơn x2, vậy thì chúng ta sẽ có, ta có Y1 đây là chúng ta gọi hàm số y bằng fx đây. Đấy, y bằng fx, ta thấy cái y bằng. Vậy chúng ta sẽ có f của x1 sẽ bằng, ở đâu có x thì em thay bằng x1 vào, vậy đó chính bằng ax1 cộng với b, đúng không? Ta có f của x2 thì bằng a nhân với x2 cộng b, đúng chưa? Vậy từ đây em suy ra fx1 trừ đi f của x2 thì nó sẽ bằng ax1 cộng với b trừ đi a nhân x2 cộng b, đúng không? Vậy thì em phá ngoặc ra, vậy thì ở đây fx1 trừ đi fx2 sẽ bằng ax1 cộng với b trừ đi a nhân x2. Có dấu trừ phía trước, chúng ta đổi dấu, trừ đi b. B này với b này là các em gạch hết cho nhau. Vậy nó còn ax1 trừ đi ax2, đúng không? Vậy nó chính bằng fx1 trừ đi fx2 thì sẽ bằng ax1 trừ đi ax2, vậy nó chính bằng a thừa số cho x1 trừ đi x2, đúng chưa? Mà x1 nhỏ hơn x2 nên cái em sẽ suy ra là x1 trừ đi x2 sẽ bị nhỏ hơn 0, đúng không nào? X1 nhỏ hơn x2 thì rõ ràng x1 trừ x2 nhỏ hơn 0. Vậy ở đây x1 trừ đi x2 là một số, x1 trừ x2 là một số nhỏ hơn 0 này. Đấy, mà số a này lại là một số lớn hơn 0. Ta xét từng được a lớn hơn 0. Vậy với a lớn hơn 0, fx1, đây fx1 trừ fx2, đây là số lớn hơn 0 này, nhân với một số bé hơn 0 thì nó sẽ ra một số là nhỏ hơn 0, đúng không ạ? Số âm này, nhân đây là số dương này, nhân với một số âm này thì nó sẽ ra là số âm, đúng không? Vậy fx1 trừ fx2 nhỏ hơn 0, vậy nó sẽ chứng tỏ là f của x1 nhỏ hơn fx2, đúng không ạ? fx1 trừ fx2 ra một số âm, vậy chứng tỏ là fx1 nhỏ hơn fx2. Với x1 nhỏ hơn x2 mà fx1 nhỏ hơn fx2, vậy thì với a lớn hơn 0, hàm số là hàm đồng biến. Đúng chưa? Nó là hàm đồng biến. Bởi vì x1 nhỏ hơn x2 mà x1 cũng nhỏ hơn x2, vậy nó sẽ là hàm đồng biến. Tương tự thì các em sẽ xét được, thì các em sẽ suy ra nó sẽ là nghịch biến như sau. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xóa cái phần này đi để các em xét trường hợp a nhỏ hơn 0 nhé. Xét trường hợp a nhỏ hơn 0 chúng ta làm hoàn toàn tương tự.
Vậy bạn nào cần thì hãy dừng video lại một chút nhé. Cô tranh thủ cô bơm lực một chút thì chúng ta sẽ quay lại bài ngay bây giờ. Quay lại bài như sau. Với A nhỏ hơn không? Bây giờ thì em chọn hai giá trị x1, x2 là sao cho x1 nhỏ hơn x2. Vậy thì ta có là f(x1). Thì ở đâu có x, em thay x1 vào, vậy nó sẽ bằng a x1 cộng b, đúng chưa? Tương tự f(x2) thì ở đâu có x, em thay bằng x2, vậy nó chính bằng a x2 cộng b, đúng không? Vậy từ đây em suy ra f(x1) trừ đi f(x2) thì nó sẽ bằng a x1 trừ đi a x1 cộng b trừ đi AX2 cộng B, đúng chưa ạ? Vậy thì ta có FX1 trừ FX2 sẽ bằng AX1 cộng B trừ đi AX2 trừ đi B. Đấy, giống như chúng ta đổi dấu con B này với con B này hết đi, vậy chúng ta sẽ còn là FX1 trừ đi FX2, nó sẽ bằng còn lại là AX1 trừ đi AX2. Vậy đặt A ra ngoài thì nó sẽ còn X1 trừ X2. Đấy. Mà X1 nhỏ hơn X2 nên suy ra là X1 trừ đi X2 nó sẽ nhỏ hơn 0, đúng chưa? X1 trừ X2 nhỏ hơn 0, mà A cũng là một số nhỏ hơn 0. Chúng ta đang xét cái này nhỏ hơn 0, cái này cũng nhỏ hơn 0, âm nhân với âm thì nó sẽ ra số dương, đúng không ạ? Vậy chứng tỏ là f(x1) nó sẽ lớn hơn f(x2). Vì f(x1) trừ f(x2) lớn hơn 0 nên f(x1) sẽ lớn hơn f(x2). Đúng chưa? x1 nhỏ hơn x2 mà f(x1) nó lại lớn hơn f(x2), tức là f(x2) lại nhỏ hơn f(x1), đúng không ạ? Đây này, x2 lớn hơn x1 mà f(x2) lại nhỏ hơn f(x1), vậy thì nó ngược nhau, đúng không? Vậy thì với a nhỏ hơn 0, với a nhỏ hơn 0 thì hàm số y bằng ax cộng b là hàm nghịch biến. Đấy, như thế là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 10. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập tiếp theo là bài tập số 11. Bạn nào cần thì hãy dừng video lại một chút nhé. Cô sẽ xóa toàn bộ phần này đi để chúng ta sang bài tập số 11. Bài tập 11 ở đây cho y bằng căn của m trừ 3 nhân với x cộng với 2/3. Với giá trị nào thì hàm số sau là bậc nhất? Vậy để hàm bậc nhất thì nó phải thỏa mãn tập xác định, đúng không ạ? Thì chúng ta có tập xác định trước này. Tập xác định là đây có chứa căn, đúng không ạ? Vậy thì trong căn phải lớn hơn hoặc bằng 0, tương đương với m phải lớn hơn hoặc bằng 3. Đây là tập xác định, được chưa? Vậy thì để hàm là hàm bậc nhất, để y là hàm số bậc nhất, thì căn của m trừ 3 hệ số A phải thêm điều kiện là khác không, đúng chưa?
Vậy thì cái này nó sẽ tương đương với m trừ 3 khác không? Vậy tương đương với m khác 3, đúng không ạ? Vậy kết hợp với điều kiện xác định, vậy kết hợp với điều kiện, đây là điều kiện, đây chỉ là điều kiện cần thôi, đây chỉ là điều kiện cần thôi. Thì cái này chúng ta sẽ cho luôn vào đây là lớn hơn không luôn đi nhá, vì điều kiện ở đây là lớn hơn hoặc bằng không, cái này nó phải lớn bằng không là thỏa mãn điều kiện này. Thêm với khác không nữa thì căn m trừ 3 phải lớn hơn không, không thể bằng không được, vì điều kiện của nó là lớn hơn bằng không, nhưng mà muốn là bậc nhất thì nó phải khác không, như thế thì nó chỉ nhận các giá trị lớn hơn không thôi, đúng chưa? Vậy suy ra là m trừ 3 phải lớn hơn 0, và cái này tương đương với m lớn hơn 3. Đây chính là điều kiện của ta. Được chưa? Vì sao nó lại không phải là khác không? Nếu mà khác không thì nó có thể nhỏ hơn không, nhỏ hơn không thì lại không thỏa mãn điều kiện xác định, phải thỏa mãn điều kiện và thêm khác không nữa, đúng không ạ? Mà thỏa mãn điều kiện là lớn hơn bằng không, thêm điều kiện khác không nữa thì nó chỉ là lớn hơn không thôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có ý B. S bằng 1 trên m cộng 2 nhân với t trừ đi 3/4. Và cái t này đóng vai trò, khi viết như này tức là t này đóng vai trò là biến, tức là nó giống như x này. Đấy. Thì chúng ta có tập xác định. Tập xác định tức là m cộng 2 phải khác không, tương đương với m phải khác 0 trừ đi 2, tức là m phải khác âm 2, đúng không? M phải khác âm 2. Đây thì đúng mối quan hệ này nhỉ, quay vào kết quả thôi. Đấy, m phải khác 2, đây là điều kiện để S là hàm số bậc nhất thì hệ số A chúng ta phải khác không, tức là 1 trên m cộng 2 phải khác không, và cái này hiển nhiên nó khác không. Vậy suy ra cái này có tử khác không rồi thì nó sẽ khác không, đúng không ạ? Vậy điều kiện chúng ta chỉ cần là m khác âm 2 thôi, thỏa mãn tập xác định là được. Đấy, với m khác âm 2 thì hiển nhiên cái này lúc nào cũng khác không vì tử khác không rồi, đúng chưa? Vậy để nó làm bậc nhất thì m phải khác âm 2, trên này để làm bậc nhất thì m phải lớn hơn 3. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 11. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 12. Chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 12. 12 thì chúng ta sẽ vẽ một cái hệ trục tọa độ nhỏ nhỏ bên này. Đây, cô lấy vẽ một cái hệ trục tọa độ bên này. Ta có O này, X này, Y này. Bên này là X phẩy này, đây là Y phẩy. Đấy. Đầu tiên là những cái điểm mà có tung độ bằng 5. Tung độ bằng 5. Cô giả sử đây là điểm 5 chẳng hạn.
Đấy, đây là giá trị tung độ hàng năm. Vậy tất cả những điểm có tung độ hàng năm, đây ví dụ như điểm A nằm ở đây cũng có tung độ là năm. Hạ gióng sang đây này thì nó có tung độ là năm đúng không ạ? Gióng vuông góc xuống y thì là tung độ. Cái điểm này gióng sang đây cũng là có tung độ là năm. Cái điểm này gióng sang đây cũng có tung độ là năm và điểm này gióng sang đây cũng có tung độ là năm. Vậy tất cả những cái điểm này nó nằm trên đường này này. Đấy, tất cả những cái điểm song song với OX và các OY tại điểm có tung độ bằng 5 thì nó đều có tung độ bằng 5 đúng không ạ? Đây, tất cả những điểm này, đây chúng ta lấy các điểm thì khi gióng sang thì nó đều có tung độ bằng 5 đúng không ạ? Dù bất kỳ điểm nào nằm trên cái đường này khi gióng xuống Y, OY thì nó đều có giá trị bằng 5 đúng chưa? Vậy thì các điểm có tung độ là 5, các điểm có tung độ bằng 5 nằm trên đường thẳng, nằm trên đường thẳng đi qua nằm trên đường thẳng song song với OX, song song với OX, cắt OY tại điểm có tung độ bằng 5. Đấy, vậy tất cả những điểm mà nó nằm trên đường thẳng song song với OY, cắt OY có điểm có tung độ bằng 5 thì tất cả những cái điểm này đều có tung độ bằng 5 hết. Sang câu B là tất cả những cái điểm mà có hoành độ bằng 2. B là các điểm có hoành độ bằng 2. Hoành độ bằng 2. Hoành độ bằng 2 tức là x bằng 2 đúng không? Cô giả sử đây là 2. Vậy x bằng 2 thì ví dụ cô có một cái điểm nằm đây thì khi gióng xuống hạ vuông góc xuống đây thì nó có hoành độ bằng 2 đúng không ạ? Điểm này khi hạ vuông góc xuống cũng có hoành độ bằng 2. Điểm này khi hạ xuống thì cũng có hoành độ bằng 2. Điểm này khi mà các em hạ xuống, tất cả những cái điểm này khi hạ xuống thì nó đều có hoành độ bằng 2 cả. Đúng không ạ? Vậy tất cả những cái điểm nằm trên đường này này. Đấy, tất cả những cái điểm nằm trên cái đường này khi mà các em gióng xuống OX thì nó đều có hoành độ bằng 2 hết. Đúng không ạ? Vậy thì các điểm có hoành độ bằng 2 là các điểm song song với trục OY. Song song với trục OY, cắt OX tại điểm có hoành độ bằng 2 nằm trên đường thẳng song song với OY. Đấy, cắt OX đường này thì phải song song với OY, còn đường này thì phải song song với OX đúng không ạ? Song song với OY cắt thì nó cắt OX đây. Đấy, cắt OX tại điểm có hoành độ bằng 2. Đấy. Tiếp theo là có tung độ bằng 0. Tung độ bằng 0. Tung độ bằng 0 thì tất cả những cái điểm nằm trên OX này, trên cái đường OX này, khi các em gióng xuống, đây, khi gióng xuống thì nó đều có tung độ bằng 0 cả. Đúng chưa? Đây, điểm này khi gióng xuống OX, điểm này khi gióng xuống OY thì điểm nó chính là điểm này. Cái điểm này khi các em gióng xuống OY thì nó cũng có giá trị bằng 0. Cái điểm này khi gióng xuống OY vuông góc đây nó cũng chính là điểm 0 này. Vậy có các điểm có tung độ bằng 0. Các điểm có tung độ bằng 0 có tung độ bằng 0 nằm trên tia OX
đấy, sẽ nằm trên POX. Còn các điểm mà có hoành độ bằng 0, tức là những cái điểm mà có khi gióng xuống x bằng 0 ấy, tức là tất cả những điểm này này, khi gióng xuống x bằng 0 này, điểm này khi gióng xuống x cũng bằng 0 này, điểm này khi gióng xuống x cũng bằng 0, điểm này khi em gióng xuống x cũng bằng 0. Vậy các điểm mà có hoành độ bằng 0 thì nó nằm trên tung độ, đúng không ạ? Nằm trên, đây chúng ta dùng đi, nằm trên trục hoành. Còn các điểm mà có hoành độ bằng 0 nằm trên trục tung OI. Vì tất cả các điểm nằm trên OI khi gióng xuống OX thì nó đều về điểm 0 cả, đúng chưa ạ? Tiếp theo chúng ta có gì hết? Là có hoành độ và tung độ bằng nhau. Có hoành độ và tung độ bằng nhau. Vậy thì khi mà nó có hoành độ và tung độ bằng nhau thì nó sẽ phải nằm trên tia phân giác, đúng không ạ? Ví dụ này, có hoành độ và tung độ bằng nhau, tức là ví dụ như đây, ví dụ đây là cô lấy y phẩy đi, đây là y chẳng hạn, ví dụ x bằng 1, y cũng bằng 1, vậy thì cái điểm này nó nằm ở đây, đúng chưa? Điểm này có x bằng y, đúng không ạ? X bằng 2, y bằng 2, điểm nằm đây, x bằng 2, y bằng 2 đấy, tức là hai cái điểm đấy nó có hoành độ và tung độ bằng nhau. Vậy thì nó nằm trên này, đúng chưa? Nằm đấy. Vậy bên này nếu x bằng trừ 1, x bằng trừ 1 đây, y cũng bằng trừ 1, tức là giá trị x, y bằng nhau, đúng chưa? X bằng trừ 2, y cũng bằng trừ 2 đây. Đấy, vậy thì nó đấy là như này, đúng không? Đúng chưa ạ? Vậy thì lúc đấy, lúc đấy ta sẽ có là gì? Các điểm có hoành độ và tung độ bằng nhau nó chính là gì? Tia phân giác. Tia phân giác của góc trong và góc ngoài. Tia phân giác kéo dài, đúng không ạ? Tia phân giác kéo dài của góc XOY. Đây. Vậy thì chúng ta sẽ có là các điểm, các điểm có hoành độ, hoành độ và tung độ bằng nhau và tung độ bằng nhau nằm trên đường phân giác kéo dài của góc XOY, đường phân giác, đường phân giác kéo dài của góc XOY. Đấy, các điểm mà có hoành độ và tung độ bằng nhau nằm trên đường phân giác kéo dài của góc XOY. Đây, chúng ta vừa vẽ xong đây, dựa lên hình để chúng ta đi trả lời thôi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có ý F là các điểm có hoành độ và tung độ đối nhau. F hoành độ và tung độ đối nhau, ví dụ x bằng 1 thì y bằng trừ 1, đây x bằng 1 đây, y bằng trừ 1, nó lại là điểm này. X bằng 2, y bằng trừ 2 đối nhau nằm đây, được chưa? Hoặc là x bằng trừ 1, y bằng 1, đây lại là điểm này,
Đấy, tương tự các em lấy một số điểm nữa. Vậy thì nó sẽ nằm trên cái đường này. Đúng ạ, nó nằm trên đường này. Vậy cái đường này chính là đường mà có hoành độ và tung độ nối nhau. Vậy thì các điểm có hoành độ và tung độ nối nhau, các điểm có hoành độ và tung độ nối nhau nằm trên đường phân giác kéo dài. Đường phân giác kéo dài của góc XOY phẩy, của góc XOY phẩy. Đấy, như thế là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 12. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập cuối cùng, là chúng ta sẽ sang bài tập số 13. Bạn nào cần thì hãy dừng video lại một chút, đúng không ạ? Hãy dừng video lại một chút. Bây giờ cô sẽ xóa toàn bộ cái bảng này đi để chúng ta sang bài tập cuối cùng, là bài tập số 13 nhé. Tìm khoảng cách giữa hai điểm A và B, M và N và P và Q ở trên mặt phẳng tọa độ. Vậy chúng ta sẽ có điểm A này. Đây là 1. Vậy đây là điểm A. A có tọa độ 1, 1. Điểm B có tọa độ là x bằng 5, y bằng 4. Đây là OX. Vậy chúng ta lấy trên trục OX 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. X bằng 5, y bằng 4. Y bằng 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Vậy đây chính là điểm B có tọa độ là 5, 4. Vậy muốn tìm khoảng cách AB này. Muốn tìm khoảng cách AB thì các em xét trong cái tam giác này. Cô giả sử gọi điểm này là điểm Y chẳng hạn. Cô giả sử như thế, đúng không? Đấy, thì ta có AB bình. Xét trong tam giác là ABI. ABI có góc Y bằng 90 độ theo cách vẽ của chúng ta thôi, ta dựng như thế này. Đấy, vậy thì ta sẽ có AB bình. AB bình thì sẽ bằng là IA bình cộng IBB bình. Cái này là theo Pythagore, đúng không? Phải suy ra AB sẽ căn bậc 2 của IA bình cộng với IB bình. Đấy,
Vậy thì ta có AB sẽ bằng IA bình này. IA bình đoạn từ Y này đến đây này thì bằng 5. Đoạn từ đây đến đây bằng 5. Và cái đoạn từ đây đến đây thì bằng 1 đúng không ạ? Vậy 5 trừ đi 1 thì nó sẽ bằng là 4 bình đúng không? Cái đoạn còn lại này sẽ là 4 bình. Tức là nó có phải là bằng 5 bình này. 5 trừ đi 1 tất cả bình không? Đấy, IA bình. IA cô nói lại này, từ đoạn từ đây đến đây là 5. Mà đoạn từ đây đến đây là 1 tức là bằng 5 trừ 1 đúng không ạ? Tất cả bình thường. Cộng với IB này. Cái đoạn từ đây này đến đây, độ dài từ đây đến đây chính bằng độ dài đoạn này tức là bằng 4. Trừ đi cái đoạn này chính là độ dài đoạn này tức là bằng 1, đúng chưa? 4 trừ đi 1. Đúng không? Vậy người ta sẽ có AB sẽ bằng 5 trừ đi 1 thì bằng 4 bình phương cộng với 3 bình phương. Vậy thì nó sẽ bằng 5. AB có độ dài sẽ bằng 5, độ lớn của đoạn AB. M có tọa độ là âm 2. M là âm 2. X bằng âm 2 đấy. Y bằng 2. Vậy điểm này chính là điểm M. Điểm N X có tọa độ bằng 3. Y bằng 5. Y bằng 5. Thì đây chính là điểm N. Đúng không? Vậy muốn tìm độ dài đoạn MN này, em sẽ nối như vậy. Đúng không? Vậy giả sử cái này là K. Vậy muốn tìm MN thì cái em xét trong tam giác là MNK. Xét tam giác MNK có góc K bằng 90 độ. Đúng chưa? Vậy thì em sẽ suy ra là MN bình sẽ bằng KM bình cộng với KN bình. Cái này là theo Pythagore. Vậy suy ra MN sẽ bằng KM căn bậc 2 của KM bình cộng KN bình. Đúng không? Cái đoạn này này, cả cái đoạn này NK bình tức là từ đây đến đây thì nó bằng đoạn từ đây đến đây bằng 5. Đoạn này sẽ bằng đoạn từ đây đến đây trừ đoạn này sẽ bằng 5 trừ đi cái đoạn này, tức là đoạn từ đây đến đây chính là 2 đây. Chính là đoạn này chính bằng 2 đây. Đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng MN nó bằng KM bình. Cô nói lại này, ta tìm KM trước nhé, bằng cái đoạn từ đây đây này cộng thêm đoạn từ đây đây đúng không ạ? Mà đoạn từ đây đến đây chính bằng 3 này cộng với đoạn này, chúng ta chỉ tính độ lớn thôi, không lấy số âm nhé. 3 cộng thêm 2 nữa thì nó bằng 5, đúng chưa? Vậy đó sẽ bằng là 3 này trừ đi trừ 2 đúng không? Để cộng vì là số âm chúng ta có trừ đi trừ 2, đúng chưa? Tất cả bình phương đúng không? Hoặc là em có thể ghi luôn, em có thể ghi luôn là bằng độ lớn của nó chính bằng 5 bình phương KM này thì bằng đoạn này này cộng với đoạn này, mà đoạn này đây bằng 3 này, độ lớn đoạn này bằng 2 này. Còn NK tức là bằng cả cái đoạn từ đây đây chính là bằng 5 trừ đi cái đoạn này là trừ đi 2, vậy nó chính bằng 3 bình phương. Và 5 bình cộng với 3 bình, 5 bình thì bằng 25. 25 cộng với 9 thì bằng 25 cộng với 9 đúng không ạ? Bằng 34. Đúng chưa? Vậy thì nó sẽ bằng căn 34. Căn 34 thì chúng ta sẽ thử bấm nhé. Thì nó sẽ gần bằng là 5,883.
cân bằng 5,83. Tiếp theo lấy một điểm P có tọa độ xy. Cô lấy điểm P có tọa độ xy đi. Đây là P này. Có tọa độ là x1, y1. Đúng không ạ? X1, y1. Tức là cái này nằm xuống đây thì độ dài này chính là x1. Giống sang đây, tức là P1 đi, à Y1. Đấy, đây chính là điểm P của cô. Cô lấy một điểm Q nữa. Q, cô lấy điểm Q ở đây. Q này có tọa độ là X2. Đây là X2. Và cái này giống sang đây thì đây không phải là vị trí 2 nữa mà chúng ta gọi là Y2. Đấy, vậy Q này có tọa độ là X2, Y2. Còn P này có tọa độ là X1, Y1. Vậy muốn tìm PQ. PQ thì chính là đoạn này đúng không? Vậy thì các em lấy giống sang đây. Các em gọi cái này là H. Đúng chưa? Vậy muốn tìm PQ này thì các em xét trong tam giác là PHQ. Câu C. Xét cái tam giác PHQ có góc H bằng 90 độ theo cách dựng đúng không ạ? Vậy chúng ta có PQ bình thì bằng HP bình cộng với HQ bình. Cái này là theo Pythagore luôn này. Đấy. Vậy thì chúng ta lại có PQ. Ta có H, HP này thì bằng cả cái đoạn này này. Từ đây xuống đây. Hoặc là chúng ta viết ngược lại cho dễ nhé. Bằng HQ bình đi. Cho nó dễ thì HQ bình cộng HP bình. Vậy HQ bình, HQ tức là cái đoạn này. Cái đoạn này thì nó sẽ bằng đoạn từ đây đến đây. Tức là đoạn bằng độ lớn của x1 trừ đi cái đoạn từ đây đến đây. Đúng không ạ? Cái đoạn từ đây đến đây này, cả đoạn này này, trừ đi cái độ lớn từ đây đến đây này, thì nó sẽ ra là HQ, đúng không ạ? Mà từ đây đến đây chính là x1. Từ đây đến đây, đây chính là cái x2. Đúng không? Vậy thì nó chính là x1 trừ đi x2 tất cả bình. Đúng không ạ? Cộng với này, cái đoạn này HP bình, HP chính là độ lớn đoạn này, thì nó bằng đoạn từ đây đến đây. Đoạn này thì nó chính bằng con Y1 trừ đi cái đoạn này, trừ đi độ lớn đoạn này. Mà đoạn này chính là Y2. Vậy nó chính là Y1 trừ Y2. Đúng không ạ? Vậy x1 trừ x2 tức là bình cộng y1 trừ y2 tức là bình. Đây chính là cái công thức tính PQ. Hoặc là các em cũng có thể viết như sau: x2 trừ x1 tất cả bình cũng được. Vì x2 trừ x1 bình thì nó cũng là x1 trừ x2 bình thôi. Bình phương thì cái lúc mà bình phương thì nó có thể số đối với nhau là bình phương cũng bằng nhau. Đúng chưa? Đấy, vậy chúng ta có hai công thức, em sử dụng x1 trừ x2 bình cộng với y1 trừ y2 bình căn ra cũng được, hoặc x2 trừ x1 bình cộng với y2 trừ y1 bình căn ra đều được cả. Trên đây là cô và các em chúng ta vừa đi nốt các bài tập ở trong sách bài tập của bài số 2 là bài hàm số bậc nhất. Các em về xem lại một lần nữa toàn bộ những cái bài mà cô và các em đã cùng nhau làm trong buổi học hôm nay các em nhé. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.